yêu là như thế sao? Thế nhưng mà lòng dù bênh vông, đưa tin ta đến nơi tự hỏng. Hãy đứng kia hồn kia nồng nặng. Với bạn ạ. Vâng ạ, và các huấn luyện viên ạ. Anh chị có nhận xét gì về phần trình diễn của thí sinh ạ? Ai là người quay lại đầu tiên ạ? Em không hiểu. Vậy chưa hết, em có thể cho tôi biết lý danh được không ạ? À, em là Mộng Hương. Cái tên của em nó lên sự mộng mơ. Và cái sự mộng mơ em đã lan tỏa cho tất cả mọi người ở đây. Cảm ơn anh ạ. Hãy về với tôi. Tôi rất yêu em. Để em xem xét anh ạ. Tất nhiên rồi, đúng rồi. Tất nhiên cô ấy cần phải xem xét rồi. Bởi vì đây rất nhiều huấn luyện viên tài giỏi. Nhưng mà em hãy chọn cho mình sự lựa chọn đúng đắn nhất. Anh ạ, anh chỉ là một người tốt nghiệp ở nước ngoài. Còn đây là đi về.